Xin chào các anh em của PN Gaming. Chắc hẳn thông tin về game Đấu Trường Chân Lý Mobile đã không còn xa lạ với anh em. Có nhiều anh em đã đứng ngồi không yên về tựa game này bằng cách làm mọi cách để trải nghiệm như phát IP qua các server của châu Âu, Úc và một số server khác để được trải nghiệm sớm tựa game này. Cùng nhau chia sẻ cách tải game thông qua các bay, group trên các trang mạng. Qua những hành động đó, chúng ta cũng thấy được độ hot cũng như sức cuốn, độ hấp dẫn của tựa game Đấu Trường Chân Lý Mobile tác động đến game thủ Việt Nam lớn như thế nào. Ở video trước, mình đã hướng dẫn anh em cách tải game từ server nước ngoài và tạo tài khoản, tránh hàng chờ lâu. Nhưng đã có một vài anh em phản hồi lại là điện thoại không thể vào được, hay là combat giật lag và cấu hình như thế nào sẽ đủ để chơi game này. Thì tất cả câu hỏi trên sẽ được mình giải đáp trong video lần này, bởi vì không phải tất cả các dòng điện thoại đều có thể chiến được tựa game này. Ok, chúng ta bắt đầu. Điều cơ bản đầu tiên về cấu hình để có thể chơi được Đấu Trường Chân Lý Mobile là tất cả những dòng điện thoại đều phải có chip 64 bit. Nói một cách đơn giản dễ hiểu là hiện tại trên smartphone sử dụng hai loại chip là 32 bit và 64 bit. Chỉ có những dòng sau này thì mới bắt đầu có 64 bit trở lên. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh em cần quan tâm đến con chip hiện tại của mình có đủ điều kiện để chiến game hay không. Chi tiết hơn, mình sẽ lấy iPhone làm ví dụ đầu tiên cho hệ điều hành iOS. Tất cả điện thoại iPhone hiện nay đều sử dụng chip Apple. Và với Apple thì kể từ chiếc iPhone 5S, nhà táo đã sử dụng con chip A7 64 bit. Chính vì vậy, tất cả các dòng iPhone từ 5S cho đến sau này, tất cả đều có thể tải được Đấu Trường Chân Lý Mobile. Ở đây mình chỉ nói là tải được, còn chơi được hay không, và có mượt hay không, mình sẽ nói kỹ hơn. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì nếu anh em muốn trải nghiệm một cách ổn định thì ít nhất là iPhone 6s trở lên. Đó là lời khuyên của mình dành cho anh em. Ít nhất tối thiểu là iPhone 6s nha anh em. Tiếp theo mình sẽ tổng quan về những con chip thông dụng có đủ điều kiện 64 bit thường dùng cho hầu hết các dòng điện thoại Android. Đầu tiên mình muốn nhắc đến chip Snapdragon. Chắc hẳn đã rất quen thuộc với những anh em tín đồ Samsung. Chip Snapdragon 410 được ra mắt vào 2013 và nó đánh dấu một bước ngoặt phát triển của nền tảng 64 bit, và cũng đồng nghĩa với việc tất cả các chip Snapdragon có thông số lớn hơn 410 đều là 64 bit. Sau Snapdragon là chip Mediatek, một dòng chip không quá nổi tiếng nhưng chất lượng cũng không quá kém. Con chip đầu tiên có thông số 64 bit của Mediatek là MT6753 được ra mắt vào khoảng cuối năm 2014. Dù không nổi tiếng nhưng chất lượng của nó không thua kém gì những dòng khác. Cuối cùng mình muốn nhắc đến chip Kirin của Huawei. Dù đi sau nhưng Kirin đã để lại khá nhiều ấn tượng cho người sử dụng. Họ sản xuất chip Kirin 620 vào năm 2015 chạy trên nền tảng 64 bit, và hiện nay Kirin vẫn là một trong những loại chip khá quen thuộc trong các con smartphone trên thị trường. Như vậy, trên đây là tất cả những dòng chip 64 bit đang được sử dụng phổ biến và rộng rãi trên hầu hết các smartphone. Anh em có thể vào phần thông tin điện thoại hoặc lên Google để tra cấu hình điện thoại của mình, nó có đủ điều kiện để tải game hay không. Như vậy, nếu đã tải được thì khi chơi game có được mượt mà hay không. Theo như cấu hình bên Riot Games thì đối với Apple, game chỉ có thể chạy ổn định ít nhất là từ iPhone 6s trở lên. Có nghĩa là cấu hình tối thiểu của iPhone là 2GB và chip A9 của Apple. Và tất nhiên đây chỉ là tối thiểu để anh em trải nghiệm. Còn nếu anh em nào muốn mượt mà thì mình nghĩ anh em nên chọn từ iPhone 7S trở lên với chip A10 Fusion 4x RAM 3GB. Vì từ dòng iPhone 7 trở xuống tối đa chỉ có 2GB RAM. Chính vì vậy với 3GB RAM của 7S sẽ giúp cho việc trải nghiệm của anh em được tốt hơn. Nên anh em nào có điều kiện thì sắm tầm 7S trở lên, còn không thì chấp nhận ở mức ổn định với 6S nha anh em. Còn với Android thì sao? Đối với chip Snapdragon, nếu muốn trải nghiệm game mượt và tốt thì mình khuyên anh em nên dùng các dòng chip có tiền tố từ 6XX trở lên. Riêng dòng 6XX, anh em nên chọn dòng thông số từ 650, 652, 653 sẽ tốt hơn, vì nó được sản xuất sau nên chất lượng nó cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra anh em cũng cần ít nhất khoảng 3GB RAM để game được loan ổn định hơn, được tải một cách mượt hơn. Và tất nhiên là pin phải trâu một tí, ít nhất là 3000 mAh để có thể chiến game mượt mà ở khung hình ổn định và không giật lag nha anh em. Còn đối với hai dòng chip còn lại là Kirin và Mediatek thì mình khuyên nếu anh em nào rành thì có thể tự lựa chọn. Còn nếu anh em nào không rành thì nên mua những dòng cao cấp sẽ ổn định hơn. Vì thật sự hai dòng này sẽ không ổn định bằng Snapdragon khi anh em cày game. Đó chỉ là lời khuyên và góp ý của mình. Còn anh em nào cảm thấy trải nghiệm tốt thì cứ dùng, miễn anh em chiến game tốt là ok. Và trên đây là tất cả thông tin chung về chip và một số cấu hình của các dòng máy mình tư vấn đến anh em. Nếu anh em nào có góp ý hoặc đề xuất gì thì để lại cho mình dưới video, vì chắc chắn sẽ có một số anh em muốn hỏi chi tiết. Nếu số lượng anh em hỏi đông thì mình sẽ làm thêm một video chi tiết cho từng dòng điện thoại. Cảm ơn anh em đã xem đến giây phút này. Nếu thấy video mình hay và hữu ích thì cho mình một like, một share và một subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất từ Đấu Trường Chân Lý Mobile cũng như là LOL Mobile Tốc Chiến nha anh em. Cảm ơn anh em.